Trong một lần tìm nơi trú mưa, hai thanh niên này đã vô tình đi vào nhà của một cô gái sát nhân. Cô ta đang giấu một bí mật động trời không thể tiết lộ. Đợi đến khi hai thanh niên này phát hiện ra bí mật của bà ta, thì cả hai đã bị bà giam cầm ở trong căn nhà của bà. Từ đó cả hai phải liên tục chiến đấu giành lại sự sống và tìm cách để thoát khỏi căn nhà này. Bà lão sát nhân đó tên là Mama, hiện tại bà đang ở cùng người chồng bị bại liệt của mình, cùng với một cô con gái sống ở một vùng quê hẻo lánh. Nhưng kể từ khi còn nhỏ đến giờ, cô con gái tên Maisy chưa từng được bà cho đi ra khỏi nhà bao giờ, thậm chí còn không được gặp một ai khác ngoài bố mẹ mình. Còn người chồng thì bị liệt không thể nói chuyện được. Trong một đêm mưa bão, bỗng có ai đó đi đến gõ cửa nhà Mama. Một thanh niên bên ngoài liên tục hét lớn cầu cứu vì anh trai của cậu ta đã bị thương. Ban đầu Mama đã từ chối vì bà luôn đề phòng với những người lạ, nhưng dưới những lời khẩn cầu của thanh niên kia, bà cũng đã nhủ lòng thương mở cửa cho hai người họ. Hiện tại anh trai của Marty đang bị thương sau vụ tai nạn xe khi di chuyển dưới trời mưa. Anh ta đã bị một thanh sắt đâm trúng bụng. Lần này họ đã cầu cứu đúng người vì Mama từng là một bác sĩ. Bà đã khử khuẩn rồi lấy thanh sắt ra khỏi bụng của Jack, sau đó thì cẩn thận khâu vết thương lại. Dưới sự lo lắng cho tính mạng của anh trai, Mama đã khẳng định với Marty rằng chắc chắn Jack sẽ sớm hồi phục, nhưng có vẻ hai người họ đang làm điều gì mờ ám. Nhân lúc không ai để ý, Marty đã lén lút đi vào nhà vệ sinh rửa sạch con dao bám máu trên người mình, rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh để không lộ điều gì bất thường. Trong lúc nói chuyện, Mama mới biết mẹ của Marty đã bỏ đi khi anh còn nhỏ, chỉ có anh trai Jack là luôn ở bên chăm sóc anh, nhưng anh vẫn luôn thèm có được cảm giác được mẹ chăm sóc mình. Lúc này, sau khi được Mama cứu chữa thì Jack cũng đã tỉnh lại. Anh không muốn nhờ vào gia đình bà nhiều, nên muốn mượn điện thoại của bà gọi điện cho đồng đội đến đón. Nhưng kỳ lạ là nhà bà không dùng điện thoại, không mạng internet và cũng không có TV, nên Mama đã khuyên cả hai hãy ở đây hết đêm nay rồi tính. Không ngờ hai người họ chính là một băng cướp, nhưng trên đường bỏ chạy không may đã bị lật xe. Hiện tại túi tiền họ cướp được vẫn đang ở chỗ chiếc xe bị lật, nên họ sẽ tìm cách đến đó để lấy túi tiền rồi gọi đồng bọn đến đón. Nhưng đường từ đây đến đó há xa, Mama lại không đồng ý cho họ mượn xe. Nên lúc này hai người đã nghĩ ra một kế. Marty đã giả làm ầm lên khi để quên món đồ mẹ tặng ở chỗ chiếc xe. Jack cũng thêm lời chỉ khi tìm được món quà đó thì Marty mới chịu ở yên. Hết cách, Mama chỉ đành đồng ý sẽ đưa Jack đến đó lấy đồ hộ Marty. Nhưng trước hết bà đã phải nhốt Marty vào trong phòng để đề phòng khi bà đi vắng anh sẽ có ý đồ với cô con gái của mình. Sau đó bà đã giao chìa khóa phòng cho Maisy, còn bà thì đã chở Jack đi đến nơi chiếc xe của hắn bị lật. Hắn cũng đã lấy được thứ hắn muốn, nhưng không ngờ khi Mama nhìn vào bên trong chiếc xe lật của hắn thì thấy có một xác chết. Ngay khi bị phát hiện, Jack liền lấy súng ra khống chế Mama, ép cô đưa mình đến bốt điện thoại công cộng. Hắn đã gọi điện kêu đồng bọn đến đón. Nhân cơ hội đó, Mama ở trong xe đã nhặt lấy một chiếc tua vít làm vũ khí. Nhưng lúc này hắn đã quay lại phá hỏng ý đồ của cô, rồi hắn lại ép cô đưa theo hắn quay trở lại nhà. Nhưng vì chưa từng được nói chuyện với người lạ nên Maisy khá tò mò, nên cô đã mở khóa cửa cho Marty, rồi còn dẫn anh ta lên phòng mình chơi. Trái ngược với Jack thì Marty là một người hiền lành, thậm chí còn có cả một chút ngốc nghếch, nên anh đã bị mọi người ép đi vào con đường trộm cắp cho dù anh không muốn. Không ngờ đúng lúc này loa đài cũng đưa tin truy nã hai anh em nhà Jack. Đến lúc này Maisy mới biết người trước mặt mình là một tên trộm. Sau khi bị lộ, Marty liên tục xin lỗi cô, nói rằng mình chỉ bị ép làm như vậy. Đúng lúc này Jack đã cùng Mama trở về đây, hắn liền khống chế cả nhà bà và nói chỉ cần nghe lời thì khi chúng rời đi họ sẽ được an toàn. Mama đã câu giờ bằng cách xin được đi lấy thuốc cho chồng, mà chồng cô chỉ cần không tiêm thuốc đúng giờ là sẽ hẹo, nên cuối cùng hắn cũng đã đồng ý. Nhân cơ hội đó, Mama đã định lấy khẩu súng của mình để trên tường, nhưng đúng lúc này cảnh sát đi tuần qua Jack đã bắt lấy con gái bà làm con tin, ép bà phải tìm cách đuổi cảnh sát đi, nếu không con gái bà sẽ chết. Sau đó hắn đã giao cho Marty canh chừng Maisy, còn Mama thì ra tiếp anh cảnh sát. Bà phải cố gắng tỏ ra không có chuyện gì để cảnh sát không nghi ngờ. Nhưng rất nhanh anh cũng nhận ra nhà bà có người khác vì ở bàn có đầy đĩa đồ ăn, và anh ta cũng đã phát hiện có gì đó sai sai về những đứa con của bà. Theo như danh sách thì bà có hai cậu con trai, mà giờ ở đây bà lại chỉ có một cô con gái. Ông chồng cũng luôn nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Đúng lúc này tên Jack bất ngờ lao ra tấn công anh cảnh sát. Nhân cơ hội đó, Maisy cũng đã đánh ngất Marty để chạy thoát. Còn lúc này Jack không thể đánh lại, cuối cùng hắn đã bị anh cảnh sát hạ gục. Nhưng không ngờ ngay sau đó Mama liền nổ súng bắn hạ anh cảnh sát, rồi bà ta đã đánh ngất Jack. Sau đó còng hắn cùng với Marty vào nhà kho. Con gái hỏi thì bà đã nói dối rằng giết cảnh sát vì anh ta muốn làm hại mình, nhưng thực chất bà giết anh ta vì anh đã phát hiện ra bí mật của bà. Sau đó thì bà đã nhờ con gái cùng mình khiêng xác anh cảnh sát ra xe,
rồi hai mẹ con cùng nhau đưa xác của anh ta đến một khu đất trống, tạo ra một hiện trường giả để biến anh cảnh sát chết do bị kẻ xấu tấn công. Nhân cơ hội đó, Jack cũng bắt đầu tìm cách phá còng tay. Anh ta đã vơi lấy được một thanh sắt nhỏ, nhưng nó không thể giúp anh mở được khóa, nên anh ta đã phải gỡ luôn viên gạch cùng với còng tay ra khỏi tường. Sau đó thì đi tìm lấy một chiếc cưa sắt, dùng nó để cưa và đã thành công tách hai người ra. Họ liền cùng nhau thoát khỏi nhà kho, nhưng họ chưa thể rời đi được, vì túi tiền họ trộm được vẫn còn đang trong nhà của Mama. Jack đã kêu Marty đi vào trốn bên trong chuồng cừu, còn hắn đã đột nhập vào nhà từ đường cửa sổ. Jack đã trèo lên theo đường dây leo rồi chui vào bên trong tầng gác mái. Không ngờ ở bên trên đây anh đã tìm thấy một người phụ nữ. Thì ra cô gái này mới chính là mẹ của Maisy và cũng là chủ nhân của ngôi nhà này. Nhưng sau khi hai đứa con của Mama chết do tai nạn xe, bà ta đã đến đây để cướp người chồng bị bại liệt và đứa con gái vừa mới sinh của cô. Sau đó thì nhốt cô lên trên tầng gác mái ngày ngày tiêm thuốc để phá hủy cơ thể cô. Jack đã đề nghị để hắn cứu cô, nhưng cô ta đã yêu cầu mình được chết vì cô đã phải chịu đựng đau đớn quá nhiều. Sau một hồi đấu tranh thì Jack cũng đã đồng ý. Anh đã dùng gối đầu bịt mặt để giúp cô đoàn tụ với ông bà tổ tiên kết thúc những gì cô đang phải chịu đựng. Lúc này hai mẹ con Mama cũng đã trở về. Bà đã phát hiện những con cừu của mình đã bị sổng chuồng. Ngay lập tức bà đã đến để kiểm tra. Ở đây bà ta đã tìm thấy Marty đang sợ hãi trốn trong góc. Ngay lập tức bà đã tẩy não anh, nói rằng từ nay bà sẽ trở thành một người mẹ mà anh hằng ao ước. Quả nhiên Marty đã tin vào điều đó và đã coi Mama là mẹ của mình. Còn bên này vết thương của Jack đã tái phát trở lại, anh đã phải dùng máy ghim để khâu vết thương. Lúc này cô con gái Maisy cũng đã đi vào trong nhà. Jack liền khống chế cô bé, đưa cô đến chỗ người bố đang ngồi xe lăn, rồi nói cho Maisy biết sự thật rằng Mama không phải mẹ ruột của cô. Ban đầu Maisy không chịu tin, mãi đến khi Jack đưa cho cô bức ảnh cô chụp cùng mẹ khi vừa chào đời, thì lúc đó Maisy mới nhận ra người mình gọi mẹ trong suốt thời gian qua chỉ là một người mất con đến cướp gia đình cô. Sau đó cô đã đưa theo bố ra ngoài định cùng Jack rời đi, nhưng khi đi đến chuồng cừu thì Jack không còn thấy em trai mình đâu nữa. Không ngờ là Mama đã dùng Marty làm mồi nhử, để khi Jack vừa đi đến bà ta liền nổ súng bắn cho anh một viên đạn vào người. Đến lúc này thì Marty đã bị bà ta tẩy não hoàn toàn, coi bà thật sự là mẹ của mình. Để khi Jack chớp cơ hội đánh hạ bà ta, thì Marty liền đánh anh trai để bảo vệ người mẹ mới của mình. Nhân cơ hội Marty đến kiểm tra Mama, Maisy đã quay trở lại đưa Jack rời đi, nhưng bà ta vẫn cố đuổi theo sau. Đúng lúc này đồng bọn của Jack cũng đã đến, ngay lập tức anh đã bỏ chạy về phía đồng đội. Nhưng ông trùng cứ nghĩ là Jack đang bày ra kế này để chiếm đoạt số tiền cướp được. Ông ta nghĩ Jack cùng với Mama là một phe nên ông đã ra tay bắn hạ Jack. Nhưng ngày sau đó ông ta đã bị Mama bắn hạ, đàn em của hắn cũng bị Maisy lái xe đâm hẹo luôn tại chỗ. Giờ đây chỉ còn hai bố con Maisy là chạy thoát được khỏi nơi này. Họ đã nhận được sự trợ giúp của phía cảnh sát, được hỗ trợ chỗ ở và điều trị bệnh cho bố của Maisy. Còn Mama cùng với Marty đã bị nhốt vào viện tâm thần, hai người sống với nhau, giúp Marty hoàn thành ước mơ có một người mẹ. Và Mama đã có một đứa con. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!